Hai đối tượng đều khai nhận đã mua và tàng trữ trái phép chất ma túy. Một người trong số này nằm trong nhóm 5 đối tượng đã gây ra trên 30 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Không phải lưu bằng quỷ. Đời này mấy ai cô mà chưa thấy sai lầm vài lần.